xe buýt vào quanh trục thao của Tây Nam, xe buýt miễn phí ô tô. Bắt tay ngồi bên tay lấy gạch tiền. Tạm xe buýt đi rất là đông các bạn. Xe buýt miễn phí đi vòng vòng Việt Nam, đi vòng vòng Georgetown của Việt Nam. Đi xe buýt nó có mấy cái thanh cây cắm cờ với lại cần gạt nước, cho nên là nó có nhiều cái cây cây nhiều. Mời các bạn tiếp tục đi dạo Georgetown Việt Nam vào buổi sáng, và tiếp tục khám phá thành phố Georgetown, đảo Việt Nam. Bằng một chuyến xe buýt miễn phí, chuyến xe buýt này có dấu hiệu, có ký hiệu là Cat các bạn. Cat là con mèo á, CAT. Các bạn đi đến Việt Nam các bạn nhớ thấy cái chuyến xe buýt mà có ký hiệu là Cat CAT thì các bạn đón lên đi miễn phí vòng vòng khắp thành phố. Mình đi dọc dọc đến khu phố cổ để tham quan khu đó. Thank you.
mình ra cái hai cái video đi vòng vòng dạo phố Sầu Thao Việt Nam, nhưng mà hai góc độ khác nhau. Cái là mình đi một quay cho anh em mé bên phải, mé bên trái. Cái này chúng ta quay trực diện em trước, góc độ quay khác nhau. Cái này là chúng ta quay video này là video quay trực diện phía trước. Đi vào khu phố cổ của Dục Thao Việt Nam. Đường phố đây là ô tô không, chứ ít xe máy như rất nhiều ô tô, chủ yếu ô tô nhiều. Dạ, rất là trật tự.